Liverpool chiếm quá nửa đội hình đắt giá nhất ngoại hạng Anh năm 2019 năm 20. Trong đội hình giá trị nhất ngoại hạng Anh năm 2019 năm 20, được Transfermarkt định giá lên tới 1,19 tỷ euro thời điểm này. Đội đầu bảng Liverpool đóng góp 6 cái tên. Có tới 6 cái tên của Liverpool góp mặt trong đội hình này gồm Alisson Becker, Van Zekchen Alexander Arnold, Andrew Robertson, Sadio Mane và Mohamed Salah. Man City đóng góp ba cái tên là Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling, Chelsea và Tottenham chia nhau hai suất còn lại là tiền vệ Ngolo Kante và trung phong Harry Kane. Ở vị trí thủ môn, Alison Becker lúc này không có đối thủ. Anh là thủ môn, được Transfermarkt Market định giá cao nhất ngoại hạng Anh với 81 triệu bảng, xếp sau anh là bốn cái tên Ederson Man City 63 triệu bảng. David De Gea M, U45 triệu bảng. Kepa Chelsea 36 triệu bảng và Jordan Pickford Everton 31,5 triệu bảng. Bộ tứ vệ sẽ gồm Chen Liverpool 99 triệu bảng. Van Dijk Liverpool 90 triệu bảng. Aymeric Laporte Man City 68 triệu bảng. Và Andrew Robertson Liverpool 72 triệu bảng, hai tiền vệ trung tâm gồm Kevin De Bruyne Man City 135 triệu bảng, và Ngolo Kante 90 triệu bảng. Ba cầu thủ đá ngay phía trên là Mohamed Salah Liverpool 135 triệu bảng. Raheem Sterling Man City 144 triệu bảng, và Sadio Men Liverpool 141 triệu bảng. Trung phong, được chọn là Harry Kane Tottenham 135 triệu bảng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa Kane với người đứng thứ hai là Roberto Firmino Liverpool lại rất xa, theo Transfermarkt, Market, Firmino bây giờ, được định giá, có 81 triệu bảng. Xếp sau họ là những Marcus Rashford M, U72 triệu bảng, và Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 63 triệu bảng hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại